thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước mong, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, nếu gắng sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca, bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Xong hàng thì bây giờ nghe nói có xong hàng. Mình chỉ học có năm cái này Hồng Hà, cái này Hoàng Hà. Kính thưa các bạn quậy. Thôi ngày hôm nay là một cái ngày mà rất là vui. Từ ngày chưa trở về đây á, coi như là lần này là lần thân thành công bằng các bạn, ít nhất có những gọi những bạn gặp lần thứ ba. Và ngày hôm nay á, đặc biệt hơn nữa là có người bạn, bạn ý là bạn một số các bạn ở đây, bạn Tiến Thanh, Vũ Hà. Cô Hà là cô bạn học lớp 10 với mình á, nhưng mà chỉ học có một năm lớp 10. Tên là Hà, có một số các bạn tên Hà không biết. Đấy, cũng mấy chục năm rồi, giờ hôm mai móc vào được cô Hà. Và xin các bạn, chúng ta cùng chung vui và mong rằng là cái tình thân ngày hôm nay luôn luôn các bạn sẽ mãi mãi có thể đồng đầy. Và lúc nào cũng vậy thôi, tuy rằng cái không gian nó xa nhau, nhưng mà chưa hy vọng và rất là mong muốn chúng ta mỗi ngày mỗi thắt chặt thêm. Khi không có các bạn nào từ ở xa về, các bạn vẫn có thể các bạn tổ chức những event là nhỏ như vậy với mình để cho mình chơi với nhau cho nó vui. Và các bạn, và hy vọng là các bạn dẫn chồng dẫn vợ ha, mình đến để mà gặp gỡ chứ không không hơi lỡ ra đường nó mua lột nhau là chết mẹ đấy. Cảm ơn Hà, cảm ơn là Như Hà đã tạo điều kiện cho các bạn. Các bạn mình đi nhá. 1, 2, 3 Lớp mình có 2 hàng. 1, 2, 3 Vô. Nghe hai bạn mới nói vài câu kìa. Gia nhập đồng bọn A17. Xin chào A17 của Phú Nhuận. Tôi là Mỹ Thanh, xin được hân hạnh kính chào các bạn và từ từ nó phải đi từ, nó phải có lớp làng. Hôm nay là Mỹ Thanh rất là vui khi được các bạn đón tiếp ở tại đây nhân cái dịp mà Trương về chơi thăm quê hương và cũng như là cái dịp gặp gỡ các bạn. Hy vọng là mình cũng sẽ gặp lại hoài hoài. Thế mà các bạn có cái gì đó thì hay cho mình một cái là có mình. Bởi vì là mình cũng cảm thấy là như mình cũng có tuổi tí rồi. Hay trời. Tí nữa là bắt đầu quái. Mình cũng rất là vui là được sau 37 năm mới gặp lại các bạn. Mình rất là cảm thấy rất là vui khi mà được gặp các bạn, nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Thì hy vọng là mình sẽ có nhiều những cái cuộc gặp sau này nữa. Và mong là cái nhóm của mình sẽ ngày càng phát triển thêm nữa và càng vui hơn nữa. Rồi. Nó biết nói gì vậy? Nói gì đó chút cho Trương chẳng hạn. Trương nói gì đó cho Trương. Khỏe là bán hello. Khá bán rồi.
đó là mình đang nói giọng Huệ. Hôm nay mình nghe quậy lắm á, nói rồi đó, quậy tới bến luôn á, nói tới bến đi ha. Rồi quậy nữa. Đừng nói kia nữa chứ. Thôi. Vui là gặp nhau mình cũng chưa vui đúng không? Là vui muốn chạy ra thôi. Anh mày thôi. Cái tinh thần, cái thần thái của mình quan trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình mới quen ngày xưa.
tuyệt vời. Ngồi lại bên nhau này
cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước mong. Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn ước muốn với bao hy vọng. Những sóng gió bao to có nhau trong đời, nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng